Chào mấy anh em nha, thì mưa gió quá rồi không có đi bẫy chim cu được, thì quay clip bán hàng cho mấy anh em. Đây thì cái bội bẫy chim cu gáy nha, bội này bội lục giác, bội lục đang kiểu lục giác ha, thì đang là 6 gem bằng thép đen 6 gem, đang bội lục giác đang thép đen 6 gem nha anh em. Rồi này đang nhà rất cực kỹ ha anh em. Bởi lục giác đem đang đem thái sáu dêm nè đó, hình tổ ong. Đây móc cây cửa này mình móc gài chắc chắc chắn nha. Thì cái bội này đang size 36 nha anh em, size 36. Bội này cũng rất là cứng nha anh em. Thì bội này đã qua được, qua lò mình qua lò nhiệt điện để cho nó giảm cái độ gãy dẻo lên, độ giòn nha anh em, nên cái gạo này nó ít gãy nha anh em. Nó rất là mà dẻo. Bé sushi. Bé làm gì đó bé? Bé phá hả? Thì cái bội này mình đang bán giá là 270 bao tiền vận chuyển nha anh em. Đó. Ở đây thì mình chưa gắn mấy cây cắm vô, khi cây cắm vô chân cắm thì có cái chân cắm theo luôn ha. Thì khi nào mình giao hàng cho anh em thì mình sẽ bắt đầu mình ấy chân cắm vô trong đây, mình bấm chân cắm vô đây rồi mình giao hàng cho anh em ha. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ hay số điện thoại là 0913260614 ha. Đó mình sẽ để nơi trong cái dung clip mình sẽ để cái sản phẩm mình bán mình cho anh em tham khảo luôn. Đó, thì mà mình bán chuyên về phụ kiện cô gái, mình là anh bẫy thép hay chuyên bán phụ kiện các cô gái, các phụ kiện gừng hay săn bắt đủ thứ. Thì anh em cần anh em đăng ký kênh thì vô các sản phẩm mình đang bán anh em xem cái sản phẩm là anh em mua được thì anh em mua một lần đỡ tốn tiền ship nha. Đó rồi anh em xem clip mình cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.